Marvel tốn 10 năm để xây dựng một đế chế điện ảnh mới của riêng mình để có thể đến được với Avengers Endgame, phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Còn với DC, họ cũng tốn 10 năm để xây dựng đế chế điện ảnh của riêng mình. Và cái mà họ thu lại được là một bộ phim sẽ xóa sạch sành sanh những gì họ làm được trong 10 năm qua. Và đó chính là The Flash. Phải nói luôn từ đầu rằng The Flash khó mà có thể được coi như một trong những bộ phim siêu anh hùng hay nhất. Nhưng chắc chắn nó là một trong những bộ phim siêu anh hùng khổ nhất. Liên tục bị thay ra đổi thịt, biên kịch đạo diễn cứ lần lượt ra đi. Diễn viên chính thấy làm người nổi tiếng nhàn quá, thỉnh thoảng bắt máy bay sang Hawaii đấm nhau với dân bản địa cho vui, xong lại còn bị bắt bớ các thứ. Bên cạnh đó là quá nhiều lùm xùm ngoài lề liên quan đến ban lãnh đạo của Warner Bros. Cộng thêm việc khán giả từ lâu đã mất niềm tin vào DC, khiến cho The Flash trở thành một bộ phim cực kỳ chắp vá. Và khán giả dần bày tỏ nhiều hoài nghi vì phải chờ đợi quá lâu. Thậm chí nhiều người còn chả biết phải mong chờ gì ở cái bộ phim này. Nhưng công biết gì không? Sau bằng đấy năm chờ đợi, The Flash cuối cùng cũng đã đến được với khán giả. Và thật tuyệt vời là bộ phim không hề dở như những phim DC gần đây. Ngược lại nó còn có thể nói là hay, nếu được đặt lên bàn cân so sánh với nhiều phim siêu anh hùng khác. Một câu chuyện ổn, dễ tiếp cận với khán giả đại chúng, đánh đấm vừa đủ và chú trọng vào phần cảm xúc nhiều hơn, điều mà ít bộ phim siêu anh hùng nào gần đây làm được. Phát triển nhân vật khá là tuyệt vời, mà để làm được điều đó thì chắc chắn phải kể đến diễn xuất tuyệt đỉnh của diễn viên chính, đã đem lại một nguồn năng lượng mới lạ cho bộ phim. Những miếng hài thì gần như là văn hóa phim trong vòng 10 năm nay rồi, nên là phải có, và nó cũng khá là có duyên. Thêm vào đó là dàn cameo, và đặc biệt là Batman thì quá là đỉnh đi. Batman xuất hiện là xuất trong rạp luôn. Tuy nhiên phim vẫn còn nhiều yếu tố rõ mồn một mà không cần phải là một nhà phê bình quá chuyên nghiệp để có thể nhận ra. Dễ thấy là phần kỹ xảo của phim gây ra nhiều tranh cãi. Đoạn thì đẹp đấy, trông xịn xò phết, xong đoạn thì trông như Thor 4. Có đoạn thì trông còn như là Flash TV series. Các cảnh hành động chưa quá mãn nhãn, nó chỉ dừng lại ở mức trung bình khá. Đoạn mở đầu của phim hơi lê thê, một vài tình tiết trong phim bị thừa khiến cho người xem khó mà tập trung theo dõi. Nhưng nhìn chung phim đã làm tốt ở về mặt câu chuyện. Một bộ phim siêu anh hùng, thứ hay bị gọi là phim mì hào hảo, lại có một câu chuyện hay khiến người xem phải suy ngẫm và tạo được những dư âm cho khán giả sau khi rời khỏi rạp, thì theo quan điểm của tôi, nó đã làm khá tốt và đáng để được đánh giá là phim hay rồi. Và cụ thể nó hay như thế nào, giờ ở đâu và có đáng xem không thì hãy theo dõi phần sau của video. Và để nghe rõ hơn những gì tôi sắp nói tiếp theo thì một chiếc tai nghe Bluetooth xịn sò chắc chắn sẽ là điều cần thiết đối với bạn. Chiếc tai nghe mà tôi đang nói đến ở đây là One Audio F2, tai nghe TWS đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay chuẩn DJ, nhịp bass sống động với mảng loa 10mm mà còn có thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn, có đèn báo pin, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Với giá tiền chỉ 590k, bảo hành 12 tháng, những người xem của The Reviewer còn nhận được ưu đãi độc quyền. Khi ấn vào đường link phía bên dưới sẽ nhận ngay một voucher giảm 50k. Còn chờ gì mà không sắm ngay cho mình một con One Audio F2 để có những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn. Nội dung của The Flash lấy cảm hứng từ sự kiện Flashpoint trong comic, khi Barry nhận ra mình có khả năng du hành thời gian và cậu có thể quay trở về quá khứ để cứu mẹ mình khỏi việc bị sát hại, đồng thời cứu luôn người bố đang bị ngồi tù oan vì tội danh giết vợ. Từ đây một dòng thời gian mới đã hình thành, nơi mà mẹ Barry vẫn còn sống, nhưng đồng thời có thêm một Barry khác, liên minh công lý không hề tồn tại. Tất cả những gì Barry biết về dòng thời gian của mình đều vô nghĩa ở đây. Và lúc này cậu phải giúp Barry thứ hai sử dụng sức mạnh để có thể đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Đó là tổng quát nội dung cơ bản của The Flash. Có thể nói Flashpoint là một sự kiện cực kỳ quan trọng đối với DC Comics, khi nó đã mở ra một kỷ nguyên truyện tranh mới và rất thành công cho DC mang tên New 52. Chính bản thân sự kiện Flashpoint cũng đã là một đầu truyện quá thành công và nổi tiếng của The Flash. Vì thế khi đưa Flashpoint lên màn ảnh, chắc chắn người xem, đặc biệt là fan comic, sẽ có những kỳ vọng nhất định. Và điểm khen đầu tiên mà tôi muốn dành cho phim là việc các biên kịch của phim chỉ lấy mỗi cái tên Flashpoint và ý tưởng về nó, còn toàn bộ những gì diễn ra trong phim khác hoàn toàn với những gì diễn ra trong comic. Tôi cho rằng đó là một điều đáng khen, vì họ không làm phim theo kiểu ăn sẵn nằm ngửa, bê luôn cái Flashpoint trong truyện vào và cắt ghép. Nó mang lại cả sự mới lạ cho cả fan. Với cả lỡ mà phim có dở thì fan DC ít ra cũng có thể bao biện là do không dùng cốt truyện gốc. Hơn nữa là phim liên tục đưa ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cú twist cuối phim không thực sự là quá hách não nhưng tôi đánh giá là khá ổn, nâng được cảm xúc người xem. Các yếu tố về đa vũ trụ, về các dòng thời gian, điểm tuyệt đối cũng được giải thích một cách rất dễ hiểu và ngắn gọn. Thực ra thì cũng có Marvel dành cả mớ phim để giải thích rồi nên là DC giờ cũng tiện. Nhưng tôi vẫn đánh giá cách giải thích trong phim này đơn giản và dễ hiểu hơn so với phim Marvel. Bên cạnh đó, phim chú trọng vào phát triển tính cách nhân vật và xây dựng những yếu tố gia đình nhiều hơn. Những phân đoạn Barry và mẹ của mình đã thực sự chạm được đến cảm xúc của tôi. Còn cảm xúc của các ông thì tôi cũng không biết. Nếu có thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Và để tạo nên được những cảm xúc đó, ta chắc chắn phải kể đến khả năng diễn xuất của Ezra Miller. Ừ thì tất cả những gì chúng ta nhớ về anh là một hung thần của người dân Hawaii, khi 5 lần 7 lượt Ezra dính vào các scandal xô xát tại đây. Nhưng mà để nói công tâm, diễn xuất của Ezra Miller phải nói là cực đỉnh. Cả hai vai diễn của anh trong phim là Barry già và Barry trẻ đều cực kỳ xuất sắc, đến nỗi mà hai người tỏa ra hai cái vai hoàn toàn khác biệt nhau, và tôi có thể cảm nhận rõ được điều đó, hoàn toàn không có tí gì giống một người đóng hai vai cả. Những phân cảnh cảm xúc của phim Ezra diễn rất có hồn, từng cái nhếch môi giật giật, thứ đặc trưng mà ta thấy của Ezra trong vai The Flash.
hay cái ánh mắt buồn thiu như muốn sụp xuống đi ngủ luôn của anh đều khiến cho chúng ta đồng cảm với cảm xúc của nhân vật ngay lúc đó. Để mà nói, nếu Ezra chăm chỉ diễn xuất hơn thay vì thể hiện mình là một tay đấm bốc thì Oscar có lẽ là nằm trong tầm với, sớm hay muộn thôi. Ngoài ra, Ezra còn mang đến một nguồn năng lượng rất tươi vui cho phim. Cảm giác anh đóng hài thì tốt hơn cả một vai người hùng. Sự hài hước của Barry cả già lẫn trẻ khiến người xem rất nhanh chóng thích thú với nhân vật này. Ezra đã nhập vai rất tốt với tính cách của Barry Allen. Có thể nói Barry như là Spider-Man của Liên minh Công lý vậy. Trẻ trâu, nói nhiều và nghĩ mình hài hước. Dù vậy thì những cảnh phim hài hước có tác dụng rất tốt trong việc gây cười chứ không bị lố lăng. Ngoài ra, ta không thể không nhắc đến các Easter egg, các màn cameo trong phim. No Way Home có màn fan service cũng đỉnh đấy. Spider-Verse có nhiều người nhện thật đấy. Nhưng mà Flash cũng không hề thua kém đâu. Rất rất nhiều Easter egg được cài cắm vào trong phim, từ hình ảnh, âm thanh cho đến lời thoại của nhân vật. Và như thông tin đã được nhá hàng từ trước, người xem The Flash sẽ được chứng kiến Nicolas Cage cameo trong vai Superman. Và tin tôi đi, Nicolas Cage ngầu không thể tin được. Ngày xưa ông nào đọc tin xong trên Nicolas Cage vào vai Superman tóc dài thì xem phim này xong chắc khóc thét. Ngài Cage trông cực kỳ hoành tráng. Nó kiểu như một Superman phiên bản tối hơn nữa của DC luôn. Mà không chỉ có mỗi Superman là ngầu đâu, chúng ta còn có Batman. Tôi phải nói thật, quá tiếc vì Christian Bale không tham gia The Flash 2023, nên vị trí Batman số 1 trong lòng người hâm mộ đành phải nhường lại cho Michael Keaton. Ông ở đây để chứng minh rằng Batman của mình đỉnh cao đến thế nào. Và lý do vì sao Batman năm 1989 của ông lại đứng trong hàng ngũ những phim siêu anh hùng huyền thoại. Mọi phân cảnh có Bat Keaton xuất hiện là y như rằng đó sẽ là một cảnh cực kỳ đỉnh cao. Combat bạo lực không kém gì Batfleck. Mà nhắc đến Batfleck thì tôi cũng phải dành lời khen. Khi mặc dù anh xuất hiện với rất ít thời lượng, nhưng mà những cảnh hành động trên cao tốc của anh nó điên không chịu được. Đúng là những gì chúng ta cần ở một cảnh người rơi truy bắt tội phạm. Những lời thoại của anh lúc tâm sự với Barry cũng rất cảm xúc. Nó giống như một lời tạm biệt của anh đối với DCEU chứ không chỉ là đang diễn. Nói chung là Batman trong phim này được đánh giá cao, không kém cạnh gì so với The Flash của Ezra. Đó là tất cả những lời có cánh tôi có thể dành cho The Flash. Và giờ là lúc để những điểm yếu của phim được nêu ra. Cái điểm đáng trách nhất của phim phải kể đến CGI. Họ làm mọi thứ rất là tốt rồi, nội dung hay diễn xuất đều ổn cả, nhưng mà tự dưng CGI lại như kiểu là hết tiền ấy. Có nhiều đoạn trong phim thiết kế như là game ấy. Khiếp, nói thế mất quan điểm, xấu hơn cả game. Đặc biệt là cảnh Flash cứu mấy em bé ở đầu phim ấy. Xong rồi mấy cái đoạn Flash chạy trong Speed Force nhìn chán thế. Đoạn combat cuối nhìn hơi khó chịu. Kiểu như ngoài những nhân vật chính giữa khung hình thì trông còn mượt một tí. Mấy ông nhân vật đứng ở đằng sau làm nền trông như kiểu khi bạn xem YouTube mà không hỗ trợ đồ họa HD. Mà tôi bực một cái là nhiều cảnh đẹp điên khùng. Mấy đoạn chạy của The Flash và mấy cảnh hành động của hai Batman ấy, đẹp đến tướng khung hình. Cắt ra phát nào là hình nền phát đấy. Xong đến cái combat cuối cùng thì tôi cũng đến chắp tay ạ mấy anh đồ họa luôn. Các anh hết tiền thì đi đánh con lô hoặc xin trợ vốn làm thêm chứ ai lại xử lý thế này. Mới đây thì đạo diễn Andy Muschietti trong phỏng vấn có nói rằng ông cố tình để CGI như thế là để cho nó giống góc nhìn của The Flash. Tôi chả biết có phải dụng ý thật hay không hay chỉ là một lời bao biện. Nhưng rõ ràng những phân cảnh CGI tệ hại của phim là có thật. Và để đấy rồi xem, nó sẽ còn gây tranh cãi dài dài trong tương lai. Thêm nữa, phim có đoạn mở đầu khá lê thê và nhiều tình tiết thừa. Bạn sẽ phải try hard để tập trung trong khoảng 30-40 phút đầu. Nếu mà gồng qua được thì may ra sẽ cảm nhận được toàn thể ý nghĩa của phim. Bên trên tôi có khen là phát triển nhân vật tốt, nhưng ở đây tôi vẫn phải chê một chút về việc là chuyển biến tính cách khá là nhanh. Nó không đến mức khó chịu như nhân vật chính trong Transformer, nhưng mà nó có. The Flash đang rất đụt, đang rất hoài nghi về bản thân. Nhưng ngay sau khi gặp Flash trẻ thì anh nghĩ ngay rằng mình sẽ phải trở thành một người thầy dẫn dắt cậu bé. Đây không phải là một vấn đề ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm xem, nhưng thực sự mà nói, nó vẫn hơi nhanh để mà thay đổi. Ngoài ra các cảnh hành động của phim cũng thiếu đi tính sáng tạo. Ngoại trừ Bat Keaton và Bat Fleck thì quá đỉnh đi. Ngược lại thì The Flash lại quá thiếu sáng tạo trong chiến đấu. Anh có sử dụng vài chiêu mới, nhưng cũng chỉ để khoe một lần thôi chứ cũng không dùng lại lần hai. Mọi thứ đều được Flash giải quyết đơn giản chỉ bằng một chiêu thức bắn xe từ tay. Điều tương tự cũng xảy ra với Supergirl. Dù đã được nhá hàng khá nhiều và PR rầm rộ trước đó, nhưng màn trình diễn của Supergirl chưa thuyết phục, hay có thể nói là hơi đơ. Các cảnh hành động của cô vẫn có phần nguyên thủy và bản năng rất bạo lực. Tuy nhiên đạo diễn Andy có vẻ chưa đạt đến tầm của Zack Snyder, nên đâm ra những cố gắng của ông để giúp Supergirl trông giống người đàn ông thép hơn lại chưa đủ thành công. Hoặc đơn giản là cái bóng của Henry Cavill là quá lớn, nên hiện tại Supergirl của chúng ta vẫn chưa thể vượt qua được. Và phải nói là phim này cũng không có cửa nằm trong top 100 những phim sử dụng âm nhạc tốt. Không biết đạo diễn có nhận ra phim của mình quá ít âm nhạc hay không, nhưng mà nhạc phim còn ít hơn cả nhạc nền trong cái video review này. Các phân cảnh diễn tả cảm xúc chỉ dừng lại ở việc sử dụng những khoảng lặng, nên cũng khó để có thể chạm được đến cảm xúc của khán giả. After credit của phim thì khá là làm cho có. Cái này thì tôi cũng không thể trách đạo diễn được, vì trong lúc phim đang được thực hiện thì tương lai của vũ trụ DC còn đang rất hỗn độn, chả biết đường nào mà lần. Cá nhân tôi còn đánh giá cao cái kết mở mà đạo diễn dành cho phim. Điều đó sẽ giúp việc phát triển và mở rộng vũ trụ trong tương lai dễ dàng hơn. Nói tóm lại, The Flash sẽ là một bộ phim gây tranh cãi nhiều về mặt kỹ xảo, âm thanh tệ,
và mạch truyện có phần lê thê, nhưng tổng quan mà nói, phim hay hơn rất nhiều so với những phim siêu anh hùng dạo gần đây. Chắc chắn là chưa đến mức của Across the Spider-Verse, nhưng cũng gọi là tốt và không có cảm giác tiếc tiền sau khi xem xong. Về phần hành động thì đánh đấm vẫn cực kỳ đã mắt và có những phân đoạn rất hype sẽ khiến bạn hú hét trong rạp. Mặc cho những đánh giá có phần khắt khe và tiêu cực về phim do những scandal và lùm xùm xung quanh và cả các định kiến của người xem về phim DC, nhưng theo đánh giá của tôi thì phim này suýt nữa kéo được fan DC ra khỏi hang. Có lẽ một phim siêu anh hùng chỉ cần đến được mức này là cũng đủ rồi. Hơi spoil tí nhưng thực ra cũng không spoil lắm. Đây là phim sẽ có tận 3 Batman nên chắc chắn độ đỉnh của phim sẽ là X3. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.